đời bao già. Mây trôi chim xa tăng tính tình cá lội, ngập ở một tiếng trống là tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng tâm. Phan anh đi rồi anh nuôi con giùm em cho. Em ra đây. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Phan Anh và Thái Trinh thưa quý vị. Hôm nay các bạn hóa thân thành những nhân vật rất là dễ thương. Và Thành nghĩ rằng là bài hát vừa rồi cũng mang đến một và cái tâm trạng mang mát cho những ai đang yêu, đang chờ đợi, đang mỏi mòn. Nhất là với những người mà đang chờ đợi tình yêu như anh Lê Hoàng thì chắc anh nghĩ thế nào ạ? Đầu tiên là khi mà bạn Thái Trinh hát thì tôi cứ sợ làm trôi bạn Phan Anh. Nhưng mà điều đấy đã không xảy ra. Và tôi nghĩ rằng hôm nay bạn Phan Anh có một ưu điểm rất là tuyệt. Đó là bạn hát có xúc cảm. Đối với một người nghệ sĩ thì xúc cảm là rất là quan trọng. Và tôi cảm nhận được cái xúc cảm trong cái giọng hát của bạn. Xin cảm ơn những lời khen rất là hiếm hoi của anh. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ. Dạ vâng. Tôi thì hôm nay tôi nghĩ ngược lại hoàn toàn với anh Lê Hoàng. Thật ra thì hôm nay Phan Anh hát tốt nhất trong bốn cái đêm vừa rồi. Phải nói hôm nay Phan Anh hát rất là tốt. Nhưng hát dân ca không phải là hát như vậy. Bạn hát như vậy là nó hơi thiên về academic, hơi thiên về cổ điển. Bởi vì hát dân ca không ai hát tròn vành rõ chữ bèo giọt, không ai hát thế cả. Còn hôm nay cặp đôi này có một cái gì đó, tôi nghĩ rằng anh Hoàng nói đúng thôi. Thế nhưng mà tôi thì là một người rất là mê dân ca, đặc biệt là cái này là dân ca quan họ Bắc Ninh. Thì tôi thấy rằng rất có vấn đề ở cái khoảng rộng và cái những cái gì các bạn đặt nó vào một cái vùng miền nào đó thì ít nhất mình cũng nên, tôi nghĩ rằng tôi không thích cái thuyền này,
nếu mà mình bỏ cái thuyền, mình tập trung vào cái giọng hát của mình, đặc biệt là bạn Trinh, thì tôi nghĩ rằng sẽ nghiên cứu một chút về dân ca thì tôi nghĩ là sẽ là hoàn hảo. Dạ vâng. Dạ. À, có những ý kiến trái chiều như vậy thì nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chị như thế nào ạ? Đối với tôi thì dân ca thì có những cái luyến láy thì cặp đôi của anh Phan Anh và Trinh thì hôm nay chưa làm được điều đó. Người ta nghe cái bài Bèo giạt mây trôi thì người ta có những cái luyến láy rất là mềm mại. Bài này là một bài hát dân ca rất là hay, nhưng hoàn toàn hôm nay hát hơi cứng một chút. Anh Phan Anh hát hôm nay không hề phô nốt nào, nhưng mà cái luyến láy thì hơi tiếc một tí. Dạ. Thì càng Trinh cũng vậy. Dạ, anh Dũng, anh là người duy nhất cười từ nãy đến giờ. Dạ. Ba người kia rất là căng. Thế anh, vì sao anh cười ạ? Tôi cười rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ cái tiết mục này nó đúng là nó rất là bèo dạt mây trôi, nó hền bền. Với tôi thì tôi nghĩ là nó là một cái tiết mục không có tốt. Và tôi nghĩ có một cái vấn đề, tức là thật ra ở cái show này tôi nghĩ là thật ra phải để cho Phan Anh hát nhiều hơn và hát những đoạn quan trọng hơn. Bởi vì thật ra là ca sĩ là nên hỗ trợ cái người thí sinh thì tốt hơn. Và ngay cả những cái ở sân khấu hay điểm diễn, Phan Anh cũng thành một cái người phụ. Cho nên tôi nghĩ là dù Phan Anh hát hay hát dở gì thì bản thân tôi cũng thích được nghe Phan Anh hát nhiều hơn, và khán giả cũng thích Phan Anh hát nhiều hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn các vị giám khảo ạ. Cho phép em nói với ban giám khảo một câu là chưa có hôm nào mà em tâm phục khẩu phục như hôm nay ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Không sao, bạn phải yên tâm là như thế này. Dù cho bèo có dạt, mây có trôi thì dù gì đi nữa, bèo và mây nó vẫn nằm ở trên mặt nước và trên trời. Nó cứ trôi, cũng chả ai dạt được nó, cũng chả ai đẩy được nó. Bèo và mây vẫn được mọi người yêu thương, phải không ạ? Và xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Phan Anh và Thái Trinh. Cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn vào trong. Quý vị khán giả thân mến, và cho dù là ý kiến của giám khảo như thế nào, đó cũng sẽ là những ý kiến đóng góp để cho các cặp đôi có thể tốt hơn. Và quý vị cũng sẽ có những ý kiến riêng của mình. Quý vị yêu thích cặp đôi nào, hãy nhắn tin bình chọn cho họ vào 15 phút cuối chương trình. Và Thành hy vọng rằng là những tin nhắn bình chọn của quý vị sẽ là một bài thuốc để có thể giúp đỡ cho những cặp đôi có thể ở lại với chương trình lâu hơn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận được một giải thưởng, đó là một điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Rất mong quý vị và các bạn sẽ bảo vệ cho những cặp đôi mà mình yêu thích bằng cách nhắn tin bình chọn cho họ. Xin mời Vy Oanh. Lần đầu tiên thì Vy Oanh xin được chúc mừng anh Phan Anh. Bởi vì nghe những lời nhận xét của ban giám khảo thì Vy Oanh rút ra được một điều là anh đã khá dần lên trong từng vòng thi. Cái điều đó chứng tỏ rằng là anh cũng đã tiến bộ rất là nhiều. Và lúc mà hai người diễn thì Vy Oanh cũng thấy là tràng vỗ tay của khán giả cũng rất là lớn. Cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi số điểm của ban giám khảo. Dạ vâng. Bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn, 8 điểm. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 7 điểm. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 7 điểm. Và đạo diễn Lê Hoàng, 8 điểm. Rất bất ngờ. Quý vị khán giả thân mến, Vy Oanh biết rằng là điểm của ban giám khảo chỉ là 50% quyết định thôi. Ngoài ra sự bình chọn của quý vị lại chiếm đến 50%, điều đó rất là quan trọng. Vy Oanh nghĩ rằng là quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho họ bằng cách soạn tin là 09 gửi về tổng đài 7557 vào 15 phút cuối của chương trình, để họ có thể cống hiến cho quý vị nhiều tiết mục đặc sắc và hay hơn nữa. Trước khi mà đến với phần trình diễn của những cặp đôi tiếp theo, xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Cặp đôi Hoàn hảo 2013. Và đây là tuần thi thứ tư, tuần thi với chủ đề rock và dân ca. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã mở đầu với một ca khúc nhạc rock rất là sôi động và hai ca khúc dân ca có âm hưởng hơi mang mát buồn một tí. Thế nhưng bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục lắng nghe một bài hát dân ca với âm hưởng vui hơn một tí. Và nói đúng hơn, đây là một liên khúc dân ca miền Trung, đó là Hò Giả Gạo và bài hát Lý Ngựa Ô dân ca Thừa Thiên Huế. Với hai tiếng hát rất thích ăn đồ Huế, rất thích nói giọng Huế nhưng hiếm khi tới Huế. Xin mời quý vị và các bạn dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón diễn viên Thanh Thúy và ca sĩ Dương Triều Vũ. Tuần này thì Dương Triều Vũ sẽ hát bài Lý Ngựa Ô Huế.
À, nhưng mà trước khi mà vào bài hát thì có một cái phần cũng khá là thú vị, đó là hò giả gạo Huế. Thân em như cái chuông vang, bỏ trong đài ngồi muôn vang cánh về lính. Rất là khó để hát phát âm tiếng Huế cho nó chuẩn, cũng như là hai bạn đều là người Nam cho nên là khó mà bắt theo cái nhịp của cái ca Huế được. Cánh về lính, chứ lính là người ta không hiểu chữ lính. Cánh về lính, cánh. Từ ngữ mà phát âm Huế là được những người mà Huế mà rất chuyên về nhạc Huế như là chị Vân Khánh để mà phê bình và chỉnh, cho nên là khó cực kỳ. Hỏi chi mà hỏi hoài. Thân tôi như rim. Răng mà đào mương được. Hy vọng là cả hai sẽ làm được thật trọn vẹn để gửi đến quý vị một cái gì đó, một cái sự đặc trưng của miền Trung chúng ta. Trả lời nha. Yes. Oh no. Này hỏi anh ơi này, chị em à hỏi anh này, trên trời còn mấy cả sao, dưới áo còn mấy con gà, trong nhà mấy mà con về mấy con. Dù mấy đuôi nuôi mấy cậy, dậy mấy to tơ mấy mũi. Hỡi em ơi đi, trên trời có một cái sao, dưới áo có một con cà, trong nhà một mà con về một con. Đùa một đôi nuôi một cây dậy, một tơ tơ một mùi.